Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của hai anh em tôi. Và tôi là Hạ Duy Hiệu và đây là... Tôi là Phạm Trung Đức. Và trong video lần này thì hai anh em tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí mật mà bạn nghĩ rằng là nó sẽ đúng nhưng thực ra là bạn hoàn toàn sai. Và điều đó như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ lấy một ví dụ cơ bản nhất để các bạn có thể hình dung. Như là ngày xưa mình đang học ở hồi cấp 3 và mình đang rất là giỏi trội những môn như là môn ngữ văn. Và nhưng bạn ấy đang học khối A. Và điều gì xảy ra là tất nhiên rằng là bạn sẽ những cái địa, môn tự nhiên của bạn là những môn toán lý hóa thì cái điểm số của bạn sẽ không cao. Và nhưng mà thời điểm đấy thì bạn đã đang học những môn khối A như vậy thì bố mẹ hay là những thầy cô đều mong muốn bạn có thể xuất sắc và giỏi hơn môn và môn tự nhiên để làm sao mình thi đại học tốt nhất. Nhưng bạn biết không, hầu hết tất cả mọi người khi mà mình ở trong cái tình trạng đấy đều được bố mẹ mình đưa ra so sánh rằng là con cần phải học giỏi môn tự nhiên vì đấy là những cái cốt lõi để con có thể phát triển cái sự nghiệp của con sau này. Hay con cần phải học hỏi bạn Đức là bạn học rất giỏi về môn tự nhiên, vậy tại sao con không đam mê và theo đuổi nó? Vâng, và chắc hẳn các bạn khi mà bạn nghe những câu nói này thì với cái sự bên trong tâm trí của bạn hay là với tận đáy lòng của bạn thì bạn có một chút bối rối và bồi hồi là tại sao mọi người lại không hiểu mình. Và chính cơ thể mình chính con người mình đang rất là yêu thích những môn văn và thậm chí là những cái môn tự nhiên đó, đó không phải là cái sở thích của mình. Thế tại sao mọi người lại ép buộc mình với lại người khác, đúng không ạ? Cũng giống như một cái câu chuyện đó là gì, khi mà bạn cũng biết rằng là con cá nó bơi ở dưới hồ thì bơi rất giỏi, đúng không ạ? Nhưng mà làm sao mà con cá có thể bay lên trên cây để có thể trèo nhanh nhẹn như con khỉ được, đúng không ạ? Thì điều đó là một cái điều mà so sánh rất là khập khiễng và làm cho mình có những cái cảm xúc rất là tiêu cực. Và có những cái điều mà để làm sao bạn có thể giải thoát được những điều tiêu cực đấy thì hôm nay em Đức sẽ có thể chia sẻ với bạn những câu chuyện để làm sao mà có thể giúp bạn có những cái cách để làm sao thoát khỏi những tình trạng tiêu cực đấy. Và bây giờ xin mời em Đức có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Ok, thì như anh Hiệu có chia sẻ là gì, có một câu chuyện nó liên quan đến cái kỷ niệm về quá khứ của bạn. Chắc hẳn trong quá khứ thì bạn đã từng gặp cái trường hợp là mình so sánh, bạn bị so sánh với những người khác và cái điều đấy nó khiến cho bạn thì cảm thấy thất vọng và chán nản. Nhưng mà vô hình chung là điều này, khi mà bạn lớn lên bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi chính cái điều đó mà bạn không hề hay biết. Bạn cứ thử hình dung một cái trường hợp đơn giản là gì, nếu như có một cái tờ giấy gói hương ấy thì chắc chắn là gì, sẽ có mùi của hương. Hay là gì, người ta các cụ hay có câu gì, cần mực thì đen, cần đèn thì dạng. Và tương tự như vậy với những cái suy nghĩ tiêu cực, với những thứ mà bạn được gieo trong cái quá khứ liên quan đến câu chuyện là gì, bố mẹ bạn hay so sánh bạn với những người khác và cái cảm xúc bạn có được lúc đó là gì, đương nhiên là cảm xúc tồi tệ rồi, không tốt. Và cứ liên tục lặp lại như vậy suốt bao nhiêu năm, kể cả đến thời điểm hiện tại bạn vẫn bị so sánh, thì cái điều đó là vô tình nó tạo cho bạn một cái thói quen ở trong cái tư duy của bạn, đó là gì, mình lúc nào mình cũng phải so sánh người khác. Và cái điều mà hơn thua trong cuộc sống ấy, nó mới là cái điều đáng sống. Cho dù bạn biết là nó không tốt, cho dù bạn biết là mình không nên so sánh, thế nhưng mà cái mô thức trong tư duy của mình là mình sẽ tự động so sánh với những người khác. Và thậm chí là gì, mình sẽ hay so sánh mình với những người thân của mình. Hoặc là chỉ đơn giản là ngay khi bạn đi ngoài đường thôi, bạn nhìn thấy một người khá là trẻ tuổi, có thể hơn bạn 1-2 tuổi, nhưng mà sở hữu ô tô riêng, sở hữu xe đẹp, thì bạn cũng tự cảm thấy chạnh lòng. Điều này vô cùng nguy hiểm. Điều này nó khiến cho bạn sẽ bị đi xuống, nó khiến cho bạn lúc nào cũng ở trong một trạng thái đau khổ, lúc nào cũng nghĩ tồi tệ về chính bản thân mình. Và có một nguyên nhân như này, nếu như bạn gieo hạt giống gì thì hạt giống đó sẽ nảy mầm. Bạn gieo hạt giống gì về sự so sánh, về sự đố kỵ, về lúc nào cũng chán ghét chính bản thân mình, thì sao hạt giống đó nó sẽ lớn dần lên. Có một câu chuyện như này, có một chàng trai là chàng ấy lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực. Có những kỷ niệm đến với cuộc đời của chàng trai ấy, từ kỷ niệm về người yêu bỏ, từ kỷ niệm về bố mẹ ly hôn, từ kỷ niệm gì về bản thân mình không chơi giỏi bất kỳ môn thể thao nào ở lớp, hay là bản thân mình học không giỏi bằng những bạn ở lớp, mặc dù mình lúc nào cũng nỗ lực cố gắng, lúc nào cũng quyết tâm, mặc dù lúc nào mình cũng đặt ra mục tiêu nhưng mình không hoàn thành mục tiêu. Và với những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, và đến đêm thì chàng trai ấy không thể nào ngủ được, tại vì chàng trai ấy mắc một chứng bệnh rối loạn tư duy, rối loạn suy nghĩ, và nó cứ suy nghĩ nó cứ đến dẫn đến ngày hôm sau cứ chán nản mệt mỏi và nó lặp lại cái chu trình ấy. Và nó dẫn đến là gì, chàng trai ấy rơi vào trạng thái trầm cảm từ lúc nào mà không hay. Đấy là ví dụ điển hình cho cái việc là gì, bạn đang gieo hạt giống không tốt vào trong tâm trí của bạn thì hạt giống đó sớm muộn sẽ nảy mầm, và nó khiến cho cuộc đời bạn chắc chắn là sẽ đi xuống, sẽ xuống hố là cái chắc rồi.
Bởi vậy cho nên là trong cái trường hợp này, nếu như bạn giờ trường hợp đầu tiên mình chia sẻ, bạn không có lỗi, bạn không có lỗi nhá. Lỗi không phải ở bạn, lỗi là do là gì? Do những thứ bạn tiếp xúc, do những thứ mà bạn đã biết trên những thứ trong cuộc sống này là nó định hình như thế. Người ta nói là gì? Trưởng thành do có là phải mua nhà, phải có nhà to, lại có xe to, lại có này, phải có này có nọ, là phải nổi tiếng, là phải được nhiều người biết đến. Cái xã hội họ đang định vị, họ đang tự hình dung là gì? Những người thành công là phải có những thứ đó, thì vô hình chung bạn cũng bị áp lực bởi những thứ như vậy. Thế nhưng cuộc sống của mỗi người là khác nhau, cái mong muốn của bạn là khác nhau, không ai có thể định nghĩa về thành công được cả. Thành công không hề giống nhau, đúng không anh? Đúng rồi. Có thể thành công đối với bạn là khác, thành công đối với người khác là khác. Có thể thành công đối với bạn là gì? Ở 30 tuổi, còn người khác bắt buộc phải là 25 tuổi. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn muốn trải nghiệm điều gì trước, điều gì sau cho cuộc sống. Thế nhưng mà những thứ mà xã hội, những thứ mà bạn được tiếp xúc ở trên Internet, trên Facebook, những lời nói tiêu cực nó vô tình đi sâu vào tiềm thức của bạn và nó tạo thành mô thức tư duy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn bản thân bạn không có lỗi. Hãy đừng chỉ trích bản thân mình, mà bây giờ hãy cho mình một cơ hội, hãy cho mình một cái để mở ra cho mình tìm đi một lối đi riêng. Đó cũng là một cái tư duy số 2 mà mình muốn chia sẻ với bạn, để bạn có thể đạt được cái hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là gì? Hãy tìm ra ý nghĩa tích cực cho mọi chuyện xảy đến bên cuộc sống của mình. Có một câu chuyện là như này. Mình có biết đến một nhà sư. Nhà sư này thì có một cái quá khứ thì không mấy vui vẻ. Quá khứ của ông ấy, từ cái việc mà bị so sánh đố kỵ với bạn bè, với những người thân yêu ra, thì còn bố mẹ còn rất kiểu như là không hiểu con cái mình, lúc nào cũng kiểu vung những cái lời lẽ mà không hay ho, chửi mắng. Rồi chỉ đơn giản là gì? Ông ấy làm vỡ một cái câu chuyện, thì ông ấy làm vỡ một cái phích rất nhỏ thôi. Thế nhưng mà cũng sẵn sàng lấy roi ra đánh đến nỗi hẳn mà nằm liệt ở giường không thể đi được. Rồi là các câu chuyện liên quan đến những người bạn của ông ấy. Ông ấy chơi rất thân với những người bạn của mình. Ông ấy rất tốt với những người đó, tại vì ở gia đình ông ấy tình cảm nó không tốt rồi, nên ông ấy mong muốn có một cái tình cảm khăng khít ở về phía bên ngoài. Thế nhưng mà ông ấy nhận được một cái trái đắng là những người bạn ấy lại phản bội, lại bắt đầu đi tìm những người bạn khác, thậm chí là nói dối sau lưng. Kết hợp với việc học ở trên trường của ông ấy cũng không được tốt, mặc dù ông ấy luôn luôn nỗ lực. Tất cả những thứ đấy cộng dồn lại nó tạo thành áp lực rất to lớn của cái tuổi teen. Và tuổi teen của ông ấy thì rơi vào cái trạng thái là trầm cảm nặng. Đến khi ông ấy gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ cũng bó tay vì bác sĩ không hiểu được cái vấn đề mà ông ấy đang gặp phải là gì, những cái suy nghĩ trong đầu của ông ấy đang gặp phải là gì. Chỉ có bản thân ông ấy mới có thể giải quyết được. Bởi vì sao? Nó vẫn liên quan đến bí mật đầu tiên mình chia sẻ với bạn. Đó là bạn không biết được rằng là gì, những thói quen mà bạn đang sở hữu là những thứ giết chết chính bạn. Thế nhưng bạn không có lỗi, được không ạ? Ở cái trường hợp này cũng tương tự như vậy thôi. Bạn cần phải hiểu nó, mà không ai nói cho bạn hiểu điều đấy cả. Thế nên hãy tự mình đi tìm. Bằng cách là gì? Tìm ra ý nghĩa tích cực cho mọi chuyện xảy ra với mình. Trong câu chuyện mà mình chia sẻ về một người như vậy, là ông ấy chưa tìm ra được ý nghĩa tích cực đến tại thời điểm đó. Đến khi, mãi cho đến sau này, ông ấy trở thành một diễn giả, ông ấy trở một cái nhà, một cái tác giả có rất nhiều cuốn sách nổi tiếng và rất nhiều bạn trẻ săn đón ông ấy và muốn đến để nghe ông ấy tư vấn, để nghe ông ấy nói chuyện. Thì ông ấy bắt đầu mới cảm thấy biết ơn cuộc sống của mình là gì. Chính vì ông ấy trải qua một quá khứ tiêu cực như vậy, nên ông ấy rất dễ dàng để cảm thông cho người khác. Ông ấy có thể biết được vấn đề của người khác đang gặp phải ở vị trí nào ngay lập tức, và ông ấy đưa ra một giải pháp phù hợp. Nếu như ông ấy không trải qua cái điều đấy thì ông ấy sẽ không thể cảm thông được. Ông ấy muốn biết ơn vì cuộc sống đã cho ông ấy biết như nào là yêu thương, như nào là những cái cuộc sống, những cái điều mà khốn khổ của những con người ở bên cạnh ông ấy. Và ông ấy bắt đầu lan tỏa, bắt đầu sống trong sự biết ơn, thì cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Như vậy, cái việc mà cái thất bại hay là cái điều gì đó không hay đến với cuộc sống của bạn, bạn không hài lòng, thì không phải cái điều đấy là cái điều mà cứ như vậy đối với bạn mãi. Hãy thay đổi góc nhìn ngay bây giờ. Nếu như bạn cảm thấy tồi tệ, thì hãy tự hỏi mình rằng liệu là trường hợp cuộc đời đang muốn dạy cho mình bài học gì đó mà mình không nhận ra hay không. Hãy tự hỏi mình câu hỏi đó, bạn sẽ cảm thấy điều khác biệt. Yes. Và có một điều mà anh nhận thấy mà khi Đức chia sẻ cùng với anh cái câu chuyện này, thì điều đầu tiên để các bạn có thể thay đổi cái suy nghĩ tiêu cực của mình và cái góc nhìn tiêu cực của mình là mình cần phải có cái tư duy, và tư duy thay đổi đi, tư duy khác biệt hoàn toàn. Yes. Bình thường mình đang làm một tư duy rất là phản kháng này, đang đi trên một con đường đang suy chiều này, nhưng để làm sao mình có thể thoát được thì mình phải đi ngược lại, đúng không ạ? Cũng giống như bạn đang rất là tiêu cực thì bạn phải là đi ngược lại những cái lối mòn của mình, những cái thói quen mình đang làm, thì bạn sẽ nhanh chóng có một cái góc nhìn mới và có những cái tư duy mới, cũng như được gặp rất là nhiều những người mà có thể giúp cho bạn trên cái hành trình thay đổi tư duy của mình để mình trở nên được tích cực hơn và được trở nên hạnh phúc hơn. Một điều mà anh nhận thấy được rằng là
bạn cần phải đặt chính mình ở cái nơi điểm mạnh của bạn, không nên phụ thuộc bất cứ một ai, không nên so sánh với bất cứ một ai, mà bạn hãy tập trung vào những cái thế mạnh của bạn, những cái điểm mạnh của bạn để bạn phát huy nó mỗi ngày. Thì cái từ cái thế mạnh đấy thì bạn trở thành một cái thiên tài, một cái một người bậc thầy về cái điều đấy, và chắc chắn đó là thiên tài của bạn, đúng không ạ? Đúng như vậy. Và cái điều này rất là vô cùng tuyệt vời khi mà các bạn trẻ ngày nay đang ở trong cái xu thế thời đại công nghệ, và có rất nhiều những cái điều mà liên quan ảnh hưởng tới bạn, như là từ điện thoại này, Facebook này, hay là YouTube này, có rất nhiều những điều thông tin tiêu cực hay những cái thông tin rác mà các bạn đang đang hàng ngày đưa vào bộ não của mình. Thì đây là một cái câu chuyện mà Đức chia sẻ với các bạn, có thể bạn có một góc nhìn mới hơn để bạn thanh lọc được cái tâm trí của mình, để làm sao giúp cho bạn có một cái góc nhìn và tư duy tốt để làm sao bạn trở nên hạnh phúc hơn. Thì cảm ơn Đức chia sẻ ngày hôm nay, và các bạn hãy nhấn like hoặc subscribe kênh YouTube của Đức để có thể được nghe chia sẻ của Đức nhiều hơn những cái câu chuyện rất tuyệt vời để các bạn trở nên tốt hơn mỗi ngày. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.